Thưa quý vị, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh khối 12 bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5 đến 10 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Nhằm giúp các em tập dượt làm quen với việc đăng ký dự thi, hạn chế các sai sót nhầm lẫn khi đăng ký chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tập trung tư vấn, hướng dẫn học sinh. Ghi nhận về công tác này tại một số trường trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng hôm nay. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng thành phố Vũng Tàu có 528 học sinh lớp 12. Tất cả học sinh được nhà trường, giáo viên hướng dẫn cách thức đăng ký, các mốc thời gian cần lưu ý khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Chúng tôi cũng đã thành lập tổ tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ cho các em, kể cả những cái quá trình các em thao tác đăng nhập vào hệ thống, đăng nhập tài khoản, nếu có vấn đề gì thì chúng tôi cũng túc trực và sẵn sàng hỗ trợ cho các em. Nhà trường đã phổ biến cho em về cách thức đăng ký cho hình thức đó là trực tuyến tại trên cổng điện tử của Bộ Giáo dục, thì sáng nay chúng em đã nắm rõ được nhất là các cột mốc về ngày tháng năm mà tụi em sẽ phải trải qua trong những thời gian sắp tới. Nhà trường cũng đã hỗ trợ hướng dẫn tụi em rất là kỹ lưỡng và đợi đến thời gian cụ thể rõ ràng thì tụi em sẽ có thể đăng ký và dự thi. 330 học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức đã được cấp tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trực tuyến. Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm còn tư vấn các em cách thức đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học. Nhà trường cùng với các thầy cô chủ nhiệm cũng luôn luôn quan tâm, đốc thúc và là kịp thời là định hướng cho các em khi có những cái suy nghĩ, cái trăn trở về cái việc chọn ngành, chọn nghề cũng như là chọn phù hợp với sở trường, sở đoản của mình. Hiện tại thì trên trang web tuyển sinh thì họ đã mở cổng đăng ký để chúng em có thể thử trước. Và vì vậy nên là bên nhà trường họ cũng đã cung cấp cho chúng em một bảng danh sách tên các học sinh gồm căn cước công dân cũng như là tên tài khoản cũng như là mã số đăng ký cho từng học sinh để chúng em có thể tập dượt trước. Nhà trường còn gửi những clip để mà minh họa một cách rõ ràng nhất để tụi em có thể hiểu và tiếp thu để mà có thể hoàn thành tốt cái phần thi tốt nghiệp của mình nhất. Năm học 2023-2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 12.380 học sinh khối 12. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024, thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Sau thời gian này, toàn bộ dữ liệu đăng ký thử sẽ bị xóa. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trực tuyến năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục Đào tạo.